trình Bà Mối Hẹn Hò, rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi mà được nhận một cái tin, một cặp đôi vừa mới kết hôn xong. Đúng rồi. Đó là cặp đôi Văn Thoại và Anh Kiều, một cái bạn là chủ studio áo cưới. Đó, đã kết hôn với nhau và đã báo tin mừng cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng đã kịp gửi lời chúc mừng đám cưới đến cho hai bạn này. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới càng ngày càng nhận được nhiều tin vui từ phía những người tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nữa. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với hai cặp đôi tại đây, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời Hạ Màn. Mời anh Quỳnh Linh, anh Linh. Mẫu người của em tìm như thế nào? Cũng khùng như đám đông anh ơi, em cũng hơi khùng khùng á. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, đã ổn định chỗ ngồi. Giờ mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em là Hường Thị Minh Tuyền, năm nay 24 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Tuyền đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng của siêu thị Ministop. À, mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, cũng được 2 tháng, 3 tháng rồi. Mới vô đây có 3 tháng à? Dạ, trước đó thì cũng có, nhưng mà em đi làm ở nơi khác, xong rồi em lại quay lại đây. À, mới vô có 3 tháng đi tìm người yêu rồi ha. Nào, bạn trai. Em tên là Trương Xuân Hùng, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh. Quê gốc của em thì ở Quảng Bình, nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu ạ. Ủa, vậy là mình lại ở Vũng Tàu, không? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhà em thì ở Vũng Tàu luôn chị. À, em mới lên. Dạ. Mới lên sáng này luôn hả? Dạ dạ. Bạn mới vô 3 tháng, bạn mới lên ngày. Này cũng có. Mai mốt mình hẹn hò sao bạn trai? Mà bao lâu thì bạn lên thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn gái một lần được? Cứ hàng tuần lên lần được chị, tại vì cũng gần chị thôi. Giờ Vũng Tàu gần mà, đi xe chạy chút xíu tới gì đâu ha. Tàu cách ngầm tiếng 15 phút. Mà mình có ngại gì không? Mình muốn bạn trai thăm mình tuần mấy lần? Anh rảnh lúc nào thì thăm được thì thăm thôi chị. Giờ ví dụ ta không thăm ta ở luôn được không? Dạ, vậy tốt quá. Dạ, tốt được. À, rồi bây giờ giới thiệu về mình một chút xíu nè. Dạ. À, điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Em nghĩ là em hát tốt, tại vì mọi người khen em hát cũng được. Em cũng biết chơi guitar. Nếu như mà có thời gian em nấu ăn, em cũng nấu cũng ăn được. Chồng như vừa nấu ăn, vừa đàn, vừa hát được không? Dạ, chắc không. Rồi, vừa đàn, vừa hát. Dạ, em cảm ơn chị. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Da 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 na na. Tưởng rồi đó. Vậy là quá xuất sắc rồi, hay quá rồi. Bài hát gì trời ơi không à. Em biết đàn hát không? Dạ em biết cái khác. Em có thể chơi được nhiều môn thể thao, có thể biểu diễn võ. Võ đi, biểu diễn võ đi. Biểu diễn võ đi. Đứng lên biểu diễn. Mời anh Quỳnh Linh lên biểu diễn. Cái này có thể. Cái này các bạn nữ có thể tự vệ. Các bạn nữ mà bị nắm tay giống như là... Hình như anh Linh nắm ngay nữ phải không? Anh Linh nắm ngay người dê. Cô nắm tay chứ. Bên đây giống ngay nữ. Ví dụ mình bị nắm tay đi bên này. Anh nắm tay ta đi, anh dê ta đi. Nắm tay như là mình mà càng dạy dụ thì sẽ càng chắc. Em bà cục tên này kéo ra là tự bung thôi. Rồi mình chạy. Tướng này đẹp trai lắm á. Thử cũng thấy coi. Đi một vài đường đi 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 được mà. Sao sao quần này có độ giãn không? Dạ có độ giãn. Ờ được được. Như bữa anh kia lên đá tét quần rồi đó. Thì bỏ giày ra đi. Bỏ giày nó hôi lắm. Rồi. Ví dụ mình đứng cái thế này quay đá. Cái này hoặc là em quay con đá hết được đá hết mất công trúng. Cũng được cũng được, thấy cũng dạ. Được. Hỏi đàn trai thoải mái. Em tự tin lên em. Mà mai là vẫn khó chịu. Có điểm yếu nào không? Có điểm tật xấu gì không? Có tật xấu, nhiều khi em mệt quá em ngủ, nhiều khi còn có ngáy. Ngáy? Dạ. Chưa điểm nó chưa yếu đâu. Ngáy nhiều người ngáy lắm. Thì nào ngủ đá dầm mới sợ. Ngoài ngoài cái tật đó ra còn gì nữa không? Em khó chịu, biết ai làm sai với em nhiều khi em cũng khó chịu, nhưng mà em nói ra là thôi. Đàn ông mà khó chịu làm chi? Ông ví dụ làm sai ý mình vậy thôi vậy chứ nói ra là thôi chứ không có để bụng hay là thích người bạn gái hay sao?
Nói chung là dễ nhìn, cao cỡ 1m57 trở lên là được chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m74 chị. Còn về vóc dáng thì mập hay ốm gì cũng không sao. Tại người ta nói mập thì đẹp mà ốm dễ thương, còi xương thì dễ mến. Cái đó mình về mình nuôi được không sao hết. Không thích điểm nào ở người phụ nữ? Em không thích phụ nữ không biết chăm chút cho bản thân. Thôi ăn diện chút cũng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cái đó không quan trọng. Tại vì phụ nữ ra đường thì cứ đẹp không đúng sao rồi, hết. Đúng rồi, mình thích vậy nè. Dạ. Với lại không thích làm lố quá hay gì ở đám đông, thể hiện lố quá thì em cũng... Làm lố quá là làm gì, ví dụ? Mình đang ở đám đông, ví dụ mình nhoi hay gì đó thì... Nhoi không thể hiện tình cảm hay nắm tay nhau hay là hôn nhau một cái gì được không? Dạ được, cái đó bình thường gì. Bình thường hả? Dạ thôi đừng có hỏi nữa, người đàn trai hỏi hết thôi. Bà Mai cứ mua một số mối đàn trai hoài. Đàn trai cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Hơi mụn nhiều đấy. Dạ. Ủa vậy thì hả? Em muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào? Về tính tình hay về vóc dáng như thế nào không? Cao to hơn em à. Em cao 1m63 mà em nặng tới 58, gần 60 rồi. Hơi lố ha. Dạ. Kìa đàn trai quá. Ô trời ơi, dễ thương quá. Anh đây đẹp trai đó, điều cái tủ dây thì nó hơi nổi mụn nhiều thôi. Cái mẫu người của em tìm như thế nào? Cũng khùng dưới đám đông anh ơi, em cũng hơi khùng á. Em thích khùng dưới đám đông không? Kiểu như em không đi chơi thoải mái, em không có suy nghĩ xung quanh. Em cứ nhiệt tình, nhiều khi tính em nó cũng hơi lố. Phụ nữ hiện đại là phụ nữ cần năng động. Ở trong giữa đám đông mình có thể hiện cá tính của mình. Dạ. Mình làm cho người vui chứ không có gì đâu quá đáng. Miễn sao mình kiểm soát được rồi. Dạ. Em có tật xấu gì không? Em ăn nhanh. Không sao, ăn phải nhanh nó bự vậy chứ. Dạ. Em không có thùy mị. Lúc hát đó. Vậy giọng được rồi. Ấm, nụ ừ. Đàn em nói mà. To lắm, đi chơi em nói to lắm. Có sao đâu, chị cũng nói to nè. Rồi, điểm mạnh là hát hay ha. Bạn gái bên kia là một người con gái hiện đại, năng động. Dạ. Cũng có một chút xíu tài lẻ mà có thể làm hấp dẫn đối phương rất nhiều. Dạ. Mình sẽ tham khảo ý kiến người thân để xem sao. Dạ. Bạn đi với ai không? Dạ hôm nay em đi với bạn thân của em. Lúc nhìn đầu tiên lên sân khấu á thì em nhận xét là em nhìn thấy cái vẻ hiền của chị. Thứ hai nữa là nhìn chị hơi thật thà và có nhiều cái tố chất giống bên đàn trai, là như là thích nấu ăn thì hai vợ chồng có thể sau này hợp với nhau thì chia sẻ với nhau. Đàn gái có nói là như là một gái làm lố quá thì có thể mà sau này về khi mà tìm hiểu với nhau á thì em nghĩ tình yêu có thể chỉnh sửa lại được. Nhưng nãy giờ em có thấy chị ấy lố không? Thật ra thì không phải là lố đâu, tại vì cái đó là cái bản tính mình nói nhanh với lại có thể là nhiều chứ không phải là lố. Đúng rồi, đâu có gì lố đúng đâu. Không phải là lố. Dạ. Đúng không? Tự nhiên đang ngồi dạ. Thì không được. Dạ. Còn ví dụ như mình hát lớn lên mà hát hay thì được. Ok, mình muốn dạ. Mình muốn đẹp, mình có quyền. Đúng rồi. Bạn gái cảm ơn bạn thân. Dạ em đi với mẹ với em gái. Theo má nhận xét thì thấy bạn chơi của con cũng thấy cũng được. Có duyên có số thì vừa lấy nhau thôi. Con cũng có cho nhau một cơ hội đi. Rồi tìm hiểu nếu mà cảm thấy được thì đi đến. Bé Tuyền cô là cái tính nó nóng tính, nó thẳng tính lắm. Ai mà không biết thì ghét nó, nhưng mà khi hiểu rồi là rất là thương nó. Dạ. Rồi em gái, em thấy anh để tương lai thế nào? Không đẹp, không có xấu, nhưng mà nhìn dễ nhìn, sạch sẽ. Em gái thiệt tình quá. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thử xem. Kéo màn. Và muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Có mụn giống em. Không sao, mụn thì sau này nó sẽ hết thôi. Dạ. Không sao đâu. Dạ, dạ. Bạn cảm nhận bằng trai thế nào? Dạ, cũng sáng sủa. Sáng thôi chứ không có sủa đâu nha. Dạ. Dạ, thấy không có cái gì nó xa quá, dạ, em thấy gần gũi ạ. Nhìn em thì... dễ thương, anh thích. Nhưng mà rồi, cảm ơn anh. Tại lên đây rung quá, anh cũng không biết nói gì nhiều quá. Anh tương lai có tính ra đây làm không ạ? Hồi trước anh cũng có làm ở trên Sài Gòn, nhưng mà tại vì nhà anh thì có mình anh con trai thôi. Anh có một người chị nữa. Dạ. Nhưng mà anh muốn ở gần ba mẹ, nhiều khi chăm sóc cho ba mẹ. Tức là gắn bó ở Vũng Tàu anh? Do hai bên thôi, thỏa thuận như thế nào. Tương lai có thể là em về quê, về Đắk Lắk á, tuổi má em cũng cao. Sau này không làm được thì giao lại việc buôn bán cho em á. Anh với em thì có bữa nếu mà hẹn hò thì chúng ta bàn chuyện đó chứ không có sao hết. Sale thì mình, thị trường nào mình cũng có thể làm được. Dạ. Do năng lực của mình thôi. Mà ở quê anh, được không? Chỗ nào có con người chắc sẽ được thôi chứ không có gì hết. Dạ. Quan trọng điều gì ở vùng đất đó. Có cái gì có để cái mà gì ta để tới mà đến thôi. Dạ. Mình rất thích cái câu của bạn trai là nơi nào có người thì chắc là mình ở được thôi. Thuyết phục cô ấy. Mình bấm chuông đi em. Trời ơi. Ví dụ như
bãi biển Vũng Tàu rất nhiều người tắm, trong đó có rất nhiều người đẹp, nhưng vẫn thiếu một người, và người đó anh chắc chắn đó là em. Ví dụ thế. Cơ hội cuối cùng nha. Rồi, 1, 2, 3 nghĩ đi. Không biết cái gì. Trời đất ơi, sao lẽ giờ tôi chỉ nữa chứ. Biển Vũng Tàu sẽ không bao giờ có sống nếu không có em. Thôi được rồi. Để thiệt á. Để tay vô nước mắm. Suy nghĩ thật kỹ. Cái cảm giác trong người mình như thế nào? Thấy có xao xuyến chút nào hay không? Có linh cảm cái người đối diện đó sẽ là một cái người đi với mình chung một đoạn đường dài hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Lo là sợ cổ không bấm á. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau trước đi, rồi mình sẽ phỏng vấn vài câu. Thấy chưa, cô gái cũng năng động chưa? Chị thấy là em định không bấm. Lúc mà chị nói em cái cảm nhận á chị, chưa có cái gì đó để mà em lưu luyến bạn này, nhưng mà lúc mà gần hết thời gian thì em thấy có gì tiếc nuối nên em bấm thôi. Đó cũng là một cái cảm xúc. Đúng rồi. Sợ mình mất một cái điều gì đó, mình đã bỏ sót một cái cơ hội. Bây giờ là nắm tay được bạn gái rồi, mình nói vì gì với mẹ chồng tương lai? Nói gì với mẹ vợ tương lai đi. Dạ, con chào bác, con hứa với bác là con sẽ không để cho em chịu khổ. Em hiểu nhau đi, nếu mà được á thì chị đến luôn. Nói vậy chứ tiền bạc thì cũng quý, nhưng mà cái tình cảm là nó quý hơn con. Cô dạ. Cũng mong con cô nó gặp được một người chồng biết yêu thương nó, quan tâm, chăm sóc, lo cho vợ con là được rồi. Dạ. À, cô ở xa lắm, ở trên Đắk Lắk, con có lên được không? Đó. Dạ, thì ở đâu, ở trong bản đồ Việt Nam là con đi được. Rồi, vậy đi. Dạ. Hay lắm á. Dạ, mới nói cái câu đó. Rất là bản lĩnh. Thôi. Anh đòi cưới bạn gái cũ mà bạn gái không chịu là chia tay rồi đó. Anh chấp mặt bền vậy ơi. Có mẫu người lý tưởng nào không? Ừ. À, em thích em xin Trấn Thành. Mày cũng cỡ Trấn nước. Đẹp đó, quá. Cô này cô dẫn đi thấy chưa? Anh kia lủi lủi đâu vô trong mà. Không sao. À, anh ấy cũng là một chàng trai tốt đấy chứ. Là một người đàn ông sống có trách nhiệm. Anh thấy là như vậy. Còn bây giờ thì cô Linh và Cát Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Chắc là cũng sẽ bấm nút thôi mà. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Thái Đăng Huy, 30 tuổi ạ. Em quê ở Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ạ. Em làm nghề gì? Em làm trưởng ca sản xuất ạ. Trưởng ca sản xuất về gì? À, bên công ty em là cung cấp hơi nước bảo hòa, lò hơi biomass, hơi để mà nấu bia đó. À, trời ơi. Đó. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Huỳnh Thanh Trúc, năm nay 25 tuổi, là giáo viên tiểu học. Em đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. À, mình dạy học được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, năm nay là năm thứ tư chị. Chưa có bạn trai nào hả? Dạ, chưa. Tại sao? Ở dưới Bình Dương không có hả? Trong trường không có anh nào hả? Tại em nghĩ chắc là cái môi trường có ít nam. Mình có điểm mạnh với điểm yếu gì? Theo em nghĩ thì em có điểm mạnh là nhiệt tình, với lại năng động. Ừ. Rồi em khá là bản lĩnh, khi mà có một cái tình huống mới xảy ra thì em bình tĩnh đi xử lý. Em thấy điểm yếu nhất của em là em ít khi mà chăm sóc cái vẻ bề ngoài á, nên là nhiều khi thấy nó hơi xê xòa. Đúng rồi, xê xòa. Rồi, đó là điểm mạnh điểm yếu của bạn nữ. Còn bạn nam thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là nhiệt tình, chịu khó và tự lập và sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em về cách ăn nói giao tiếp rồi thì nhiều lúc hơi rụt rè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, cũng 2 mối tình. Mối tình cuối này là bao lâu? Gần đây nhất là hồi năm ngoái. Lý do sao chia tay bạn? Dạ, lý do chia tay thì bạn gái ít tuổi hơn mình, gần con giáp thì nó lệch nhau nhiều quá, quan điểm sống. Rồi em muốn là
tiến tới kết hôn thì bạn là nói mình chờ đợi thêm mấy. Bây giờ bạn muốn tìm lứa tuổi bao nhiêu là phù hợp? Cỡ khoảng 25 trở lên được. 30 bên đây 25 là quá đẹp rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu thì anh tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 6 tháng đến 1 năm. Bạn nữ thì sao? Ảnh đòi cưới bạn gái cũ mà bạn gái không chịu là chia tay rồi đó. Anh chấp mặt bền vậy ơi. Ảnh muốn khoảng 6 tháng nữa đám cưới, ý em sao? Dạ em nghĩ là mình phải tìm hiểu nhau trước khi mình đám cưới. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Dạ hơn năm. Hơn năm được không chú rể? Dạ cũng được ạ. Tùy theo hai người phải hợp nhau nữa. Thôi mình nãy giờ cũng chưa tạo ấn tượng cho bên nữ. Bây giờ mình hát một đoạn. Em biết hát không? Dạ chắc hát bài sở trường hay em hát. Đúng rồi, gây ấn tượng cho bạn nữ rồi. Dạ em diễn Ngọc Hoàng. Em xin hát bài Câu đợi câu chờ. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò ví dặm. Để một thời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền, một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng, câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh đi mang khắp nẻo đường. Câu hò ví dặm, anh thương em trọn đời. Hay quá. Thấy, nãy giờ tôi mới thấy bạn mạnh mẽ đó. Lúc khác thì nó khác liền phải không? Nãy ngồi nói nó rụt rè quá. Thôi bây giờ nè, em muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em thứ nhất là về ngoại hình á, nhìn anh đó vô thì phải thấy anh đó có sức sống, chứ đừng có nhìn thấy yếu nèo uột quá phải không? Dạ đúng rồi. Anh nhìn lại anh này không biết có sức sống không ta? Nó nghe giọng hát thì chắc chắn nó có vẻ là mạnh mẽ. Dạ cái thứ hai là phải tự lập, với lại có trách nhiệm với lại gia đình. Em cũng thích người cũng có cái những cái sở thích giống như em á, tại em cũng thích trải nghiệm những cái điều mới á, nên là nếu như mà anh này mà cũng thích du lịch á thì cũng là một cái điểm để hai đứa dễ hòa hợp hơn. Trời ơi, chị nghĩ du lịch ai mà cũng thích chứ ai mà không thích đâu. Dạ. Vấn đề có tiền để đi du lịch hay không thôi chứ còn. Dạ em nghĩ là đi du lịch thì không phải lúc nào cũng nhiều tiền, ít tiền cũng đi được, nhưng mà đi cách khác. Nhưng mà vấn đề em có cái gì đặc biệt để yêu cầu với đàn trai không nè? Chào em. Dạ chào anh. Có yêu cầu gì đặc biệt với đàn trai không? Em không thích cái người mà độc đoán gia chủ á. Anh đây chắc anh cũng hiền lắm. Dạ, với lại không thích cái người uống rượu với hút thuốc nhiều. Rồi, còn ngoại hình cao, mập, lùn, mang kiến đen gì không? Có mẫu người lý tưởng nào không? Ừ. Em thích MC Trấn Thành. Thích Trấn Thành không? Dạ. Đứng đứng lên coi đi. Mày cũng cũng cỡ trấn nước. Thôi, tụi con có sức sống không vậy? Hay là mày dụm lên giống Trấn Thành. Dụm đầu rồi lên chút xíu. Gần giống. Gần giống. Có sức sống mà. Ừ, sức sống. Thôi, được. Không thích gì á người phụ nữ. Nó ngồi đi, ngồi tâm sự, ngồi tâm sự. Em không thích phụ nữ nói nhiều và càm ràm, lè loẹt. Cô giáo thì không có lè loẹt đâu, nhưng mà cô phải nói nhiều. Cô nói với chị với mấy đứa học sinh phải dạy, giảng, người ta mới hiểu chứ. Dạ. Cái đó không phải nói nhiều. Nói nhiều là về nhà nói nhiều với ổng á. Chị nào anh hư thì cô phải dạy chứ sao? Được rồi. Được không? Được rồi. Ta cô giáo mà. Thì cô giáo thì ví dụ sau này dạy con cái mình phải tốt, nghe thôi. Phải nghe thôi. Cô giáo dạy chồng giỏi đó, được không? Thì chồng sai thì chồng phải nghe. Đúng luôn. Đúng rồi. Trời, sao bữa nay tôi gặp mấy người đàn ông mà thì rất là có tay thường cái chuẩn luôn đúng không? Công nhận mới. Là quan điểm rất là phải mở rộng cỡ mở rộng. Dạ. Chính xác, đồng ý. Tật xấu gì không? Khai thiệt đi nha. Thì mình nãy hiện tại là phải cởi mở. Em có tật nói tà lâm á, ví dụ mới chị gặp chị đầu á thì chưa có ấy, chưa có cởi mở được. Nói gì đâu, tà lâm gì đâu. Có. Thì phải cái gì phải nói sao? Rõ ràng. Cái đó không sao hết. Rồi thỉnh thoảng hay quên. Bây giờ nếu như mà kết hôn thì mình sẽ ở đâu? Hiện tại em đang ở phòng trọ. Nếu mà đầu năm sau kết hôn thì cuối năm sau hoặc đầu năm 2018, một trong hai năm nữa thì em tính mua nhà. Ừ. Ở, nếu mà ở Sài Gòn phù hợp thì em ở, còn không thì về Bình Dương, Đồng Nai xa hơn tí, rẻ hơn tí. Ừ, cũng được. Dạ. Rồi tôi chịu mấy người đàn ông này ghê, sẵn sàng đi theo vợ nếu chỗ đó phù hợp với mình. Đúng rồi, ở đâu phù hợp thì mình... Đúng rồi. Tràn đầy sức sống. Rồi bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với em gái và bốn anh chị em họ nữa. Chào em.
Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em thấy chị gái bên này cũng dễ thương, chắc cũng hiền. Còn cái việc mà anh chị có đến được với nhau là cái đó là do anh chị bấm nút thôi. Còn em thì em thích chị này rồi. Rồi, cảm ơn em. Vậy mình có đi với... Dạ, em đi với lại em gái với lại bạn thân của em. Rồi. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Đối với bạn trai bên này thì... em muốn Trúc khi gặp bạn đó, trò chuyện với bạn đó thì Trúc sẽ đưa ra một quyết định chính xác. Tại vì tình cảm là mình phải xuất phát từ cái cảm xúc khi gặp nhau của hai người. Nên là em cũng không có... Cuối cùng là cứ để cho hai người đó gặp nhau. Hai người đúng sẽ gặp nhau đi ha. Cảm ơn nha. Các mặt lên. Năm đầu tiên gặp có một quà tặng. Em có cảm nhận gì về anh sau khi mở màn lên? Nói chung là ấn tượng đầu tiên thì thấy anh cũng dễ thương. Hồi nãy em có nói là thích mẫu bạn trai là sống tự lập, sống có trách nhiệm gia đình. Thì anh nghĩ là hai cái điều đó anh đáp ứng được. Vì anh tự lập từ nhỏ lắm. Thì sống trách nhiệm gia đình thì hiện tại bây giờ anh mới nuôi hai đứa em ăn học đại học xong. Thì vì đó là em chứng tỏ là anh phải đáp ứng được. Sao nãy giờ em thấy bạn người đối diện như thế nào? Cảm nhận về nhau ngay giây phút này. Anh thấy em xinh, là cũng là cái mẫu người anh đang đi tìm kiếm bấy lâu nay. Thì bây giờ mới được gặp em. Còn em? Em cảm nhận như thế nào giây phút này? Cảm nhận về người bạn trai trước mặt mình như thế nào? Dạ, em thấy qua cái cách anh nói chuyện thì thể hiện là anh cũng là một người có trách nhiệm với gia đình. Có thể là sẽ là một người đàn ông tốt cho gia đình trong tương lai. Em hy vọng là sẽ như vậy. Hết thời gian, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút. Hãy lắng nghe con tim mình thổn thức. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm là đồng ý để đi đến một con đường hạnh phúc. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. 1 2 3. Hết thời gian. Tin vui, hai người đã bấm nút. Nào, hãy nắm tay bạn ấy. Cảm nhận cái nắm tay thế nào? Dạ, ấm, êm. Ấm. Bạn gái? Có một cái luồng điện. Luồng điện, bây giờ hôn cái nữa, luồng điện mạnh hơn nữa. Cho anh hôn. Hôn đi. Né qua đây tôi hôn à. Đồng ý là chấp nhận. Không, nhưng mà em nghĩ là giờ chưa từ từ. Thông qua chương trình, em cũng xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường đã tạo điều kiện cho chúng em được quen nhau. Và cũng em cũng chúc cho chương trình ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Cảm ơn bạn. Nào, hãy nắm tay thật chặt đưa bạn gái đi xem phim. Chúc các bạn thật là hạnh phúc. Và chúng tôi mong muốn rằng nhận thật nhiều cái niềm tin yêu của tất cả quý vị khán giả truyền hình. Đặc biệt là những cặp đôi đã đến với chương trình hoặc là trong câu lạc bộ online của bạn Nguyễn Hòa sẽ gửi những cái thiệp mời về cho chúng tôi, đó là thiệp cưới. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.